bữa nay bầu trời New York à, hẹn mà đi chụp MRI á, ở nay trở lại đang mà đi chụp MRI cái cổ cái đây với dài á, còn xã thì đốt sống cái thằng kinh tọa tính vô công viên này quay cho cả nhà xem mà thì sớm quá chưa có người. Đi sớm quá giờ này giờ đậu xe rồi mình bước ra gặp chỗ nào thì mình quay chỗ đó lặn cho cả nhà xem ha. Được tính là vô quay công viên để dịp khác này đông chút bởi vì sáng sớm quá không có ai đâu chơi nè, cờ nè đủ thứ hết trơn, tứ đô tường trong đó mấy người già rồi đó chơi trong đó đó. Cái tiệm này bán cá ở gần đây lại coi thử coi tiệm cá này của người Việt Nam mà từ châu á, rét đồ răng New York phở phở New York quay lên YouTube quay cho anh Việt Nam coi à. Ở Việt Nam coi luôn. Quay hi nè ông kìa. Quay cho Việt Nam, ta nói gai xứ Mỹ mình gai bán cá như thế nào, tôi nói chỗ này bán ngon lắm. Mấy sẵn đây ghé xe. Bữa nay đi siêu âm. Không phải đi siêu âm, đi chụp MRI là MRI á. Bây giờ vườn bông này thấy là ít nha, người ta quá đây bữa khác. Ở đây cũng là người Việt Nam mình từ châu nè. Ở đây đa số thì xài tiếng Quảng nhiều. Này cũng là cái người Hùng này cũng là người bà con họ Trương với bà nội nữa. Em của cô Hoảng với bạn dậy sớm quá thằng ra đây dọn chưa xong chỗ này bán cá không măng sạch nhất là tép ngon này, tép này 10 đồng thao tức là cả hai mấy đồng ký đến cả ký là cá đây ngon là cá này ăn như cá lóc thịt chiên rồi chan nó mắm lên á ngấm ớt lên á. Tên này nè, tên Mỹ tên này nè đó xin phát nè 6.4 thao hồi đó năm mấy rồi giờ 6 mấy rồi ở trong thịt trắng tươi hồi đó lại nhà cái manh này nó ý rồi ở đây ăn như cá lóc cũng cá này ngon chiên cái nóng hổi cái chan mắm ớt lên trắng tươi à. Còn này là cá lưỡi châu 4.8 thao thì cả 10 đồng 10 đô la ký tại vì có 400 mấy gram à. Cá lưỡi châu bự chút này chiên xù cũng được nè tép này đủ thứ mà cá này ngon nhất nè ăn như cá lóc vậy đó. 6.4 thì 12 đồng mấy cỡ 14 đồng một ký ngon lắm á nè cái nó có sập như cái đùa á. Còn tép này 7 đồng thao tức là cỡ 14 đồng mấy ký lô cỡ 14 đồng mấy cỡ 15 đồng đi này 10 đồng một thao tức là cỡ 21 đồng ký nó có phát lên còn này lên cái hàng cái 6 đồng thao tức là cỡ ký cỡ 13 đồng này còn này 5 đồng cái này gan được 5 đồng thì có 11 đồng ký còn này này mình làm như tôm qua tàu vậy đó ngon lắm á sao mì đồ ngon nó có màu nè hôm qua ở nhà mình cũng làm giống như tôm qua tàu vậy làm theo kiểu thiếp á cái này cá này cái này rẻ này 2.8 nè 2.8 nè 33 đồng 6 đồng cỡ 7 đồng ký đô à này mực nè mực thì 4.4 ngày mực thì mình thích mực này xác xứ xéo một cái làm như là có mực mắt
2 đồng 4 à, giờ sụp xuống còn 23 đồng 22 đồng 4. Mà chó hấu gì à? Thức nhất là cá đó, một cá lưỡi trâu, một cá nục, sò, đầy đủ hết trơn á. Này cái khu này, góc này, coi như là ở cái góc này, con nào cái bán đủ chỗ hết trơn, cái khu nào không có mướn. Cái phòng cua á. Rồi cũng không bị mướn hết trơn. Bông bông. Ok. Ôi, giống dậu dậu với chè dữ rồi. Nè, cá này 5 đồng 6. Còn cá này 7 đồng 8. Bông bông. Còn cá này 6 đồng 8. Bông bông. Nói thêm một cá chim nè, cá chim bự quá. 4 ngàn 4 ngàn 4 thì 8 đồng 8 thì cỡ 9 đồng một ký. Chính đâu cá này mà đưa ta ăn thì hết chuyện, ta ăn luôn mà chỉ món ba món á, mình đi vô mình chưa mua cá ăn, nếu mà ba món thì mình đưa lấy cá này nè họ chiên ngon quá ha. Cái tiệm cái tiệm nha, cái tiệm 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 cái tiệm. Cái này là ngon, còn cái này cái gì đây quên nè, cái này thò điểm 10 đồng mà, chứ 10 đồng bao tức là cái lắm á. Thiếu lắm ba, cái mình là cá hầu trong lắm nè, cái lắm cái lục thiều có quanh tài sự. Đó, cái đây là một cái tiệm nhỏ thôi đó nha, mà bán đủ hết trơn. Cả nhà đây. Đó bên Đúc Lình đang ra mua. Cái tiệm này người bà con á. Ai chặt gì đi nè. Ở đó định hay đi cưới em mình đó, em là nó ngay gần học luôn đi. Cái tiệm gì tại mặt cảm á. Ok. Ok. Bây giờ mình đi qua đây. Đây cũng cái tiệm mà chưa dọn xong. Chưa dọn xong. Đây chỗ này có bãi sữa đang sữa. Nhà coi đi. Đây có một cái tiệm giống như là cái tiệm tạp hóa gì đó nè. Đây, đây quay gì đây cả nhà coi thấy tên này ăn đó. Này chưa phải là siêu thị nữa, nó như là nó nhỏ hơn thôi, nó mini thôi. Nằm ở cửa là open nè. Cái tiệm này nhỏ thôi nhưng mà cũng bán đủ thứ, gạo nước như cái đồ gia dụng nè, như nước mì đồ rồi đồ cơm gì đầy đủ hết trơn, gạo đủ thứ gạo hết trơn. Ở đây thì ăn ban voi của Thái Lan nè, mình nếp nè, gạo này dẻo lắm nè, gạo này ngon lắm á. Có người thì ăn bông lúa, người ăn bông mai nè, nước. Cả nhà thấy không? Đầy đủ hết trơn. Mấy cái món gì á. Bán đủ thứ hết trơn. Tiệm nhỏ đó nha, tiệm nhỏ đó mà vậy á. Cái miệng tóc nhà đầy đủ hết trơn. Này nồi cơm. Nồi cơm điện. Ở đây nè, gạo bông lúa nếp được quá nè. Ở đây có bánh nè, cả nhà coi bánh nè, gạo xếp nè. Nè hồi nhỏ mình đi ăn bánh này nè, bánh bông đường. Mì. Này nước uống. Cho nước trời đó.
thấy ha, đây này mì, nhà mì đây Hàn Quốc. Đây này nè, nhà mấy đứa cháu thích này lắm. Mua nhà hoài. Đó này rồi. Đủ thứ cho. Ăn nhà bánh nè. Mùa này có Trung thu rồi, nhà bánh Trung thu nè. Ở đây Trung thu coi hộp như đây. 11 đồng mấy. Có thứ mấy chục nữa, cái này đợi là rẻ. Còn cái này Việt Nam ưa thích nè. Kêu bạn cho coi lại chứ. Cái bạn này mình đi chích ngừa rồi, chích ngừa cúm xong rồi. À, bác sĩ Dũng lại, bác sĩ Dũng chích rồi, nói trời lên gọi, đang gọi anh Dũng nữa. Anh Dũng nói ấm mới rồi gặp bác sĩ nè. Nói ngay làm mới bánh rồi em tặng cho bác sĩ, hai bác sĩ mình với bác sĩ gia đình của ông xã. Đó, lâu lâu đi làm mới bánh em đi. Mình làm bánh củ cải, bà vợ chồng mình chỉ á. Rồi trời nó dớt, chỉ rồi trời nó dớt làm. Lấy đủ thứ gia vị hết trơn, như là lạc xưởng, đâm khô, thịt bằm, củ cải gì đủ hết ha. Sữa đồ. Rồi em lấy trùng rồi mới dắt viên. Dắt như cái bánh bao vậy hấp. Nêm nếm rồi vừa ăn. Ở nhà thấy không? Giống gì thượng già hạ cám gì cũng có hết. Hôm nay bữa hổm anh Sáu không già nấy. Ở bên Alantau của ảnh á, còn được cho tiền thêm nữa, kiểu như tháng 200 mấy, 200 ba người ta cho thêm 100 mấy là 300 mấy, nó cho đủ số đó. Cả nhà thấy không, đầy đủ hết trơn, nó thiếu món gì hết trơn. Đó, cái này là cái nhỏ đây nha, thường mini đó, đó chứ không phải là lớn nè, tiệm mới tiệm lớn nữa. Nè, nem gà đầy đủ hết trơn nè. Thầy ăn gạo nay bột gì đủ hết trơn. Vậy ha, cảm ơn cả nhà nha. Đã ủng hộ. Ok, New York. Đó. Bấm like, đăng ký rồi. Cảm